Chào bạn, trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hành sử dụng laser trong điều trị tai mũi họng và phổi. Thì laser được điều trị cho tai mũi họng và phổi chủ yếu được sử dụng là laser công suất thấp. Đấy. Và loại laser công suất thấp thì chủ yếu được sử dụng trong vật lý trị liệu. Đấy. Laser công suất thấp được sử dụng phổ biến là laser hiệu neon. Đó là một cái loại laser khí và nó phát ra tia có màu đỏ, bước sóng là 632,8 nanomet, độ rộng phổ là 0,01 ampe và công suất phát là nằm trong khoảng từ 2 đến 30 miliwatt. Đối với loại laser hiệu neon thì nó có thể phát theo hai chế độ, đó là chế độ xung và chế độ liên tục. Xung là những cái tín hiệu chỉ phát đi trong một khoảng thời gian rất ngắn, giữa đó là những cái khoảng trống mà tín hiệu có giá trị bằng không. Chúng ta đã biết và quen thuộc với việc là xung điện đúng không? Laser có thể được phát với dạng xung như vậy. Đấy. Mỗi xung thì nó có một cái dạng xác định và thông thường thì chúng ta hay làm việc với xung vuông góc, xung tam giác và xung hình răng cưa. Đấy. Và ở bài hôm trước mình đã cung cấp cái công thức chính rồi. Đấy. Cung cấp các dạng bổ sung, các dạng biến độ. Đấy. Các bạn vui lòng xem lại. Nên nói về cái việc mà điều trị cho vùng tai mũi họng và phổi này thì chúng ta sẽ đưa một cái kính hiển vi có chứa một cái hệ quang dẫn mềm vào bên trong mũi họng. Đấy. Thì cái thiết bị hệ quang dẫn mềm này nó ra đời thì nó cho phép cái khả năng là đưa năng lượng laser vào các hốc tự nhiên tai mũi họng một cách thuận lợi. Đấy. Và được điều trị mà tiến hành bằng laser hiệu neon kết hợp với các kỹ thuật kinh điển nữa thì nó cho kết quả là hồi phục là trên 60%. Đấy. Kết quả sau 2 buổi chiếu thì đã thấy là bệnh nhân là có trạng thái là tốt lên, đỡ đau và mất hẳn cảm giác đau lan tỏa các nhánh dây thần kinh tam thoa. Dịch rỉ ở viêm thì nó sẽ giảm. Đến ngày thứ 5 đến ngày thứ 8 thì nó sẽ ngừng hẳn. Khám tai thì chỉ thấy là màng nhĩ đỡ sung huyết, chức năng thính giác tăng. Và đến ngày thứ 7 đến ngày 12 thì thời gian được rút ngắn và quá trình viêm nó sẽ giảm bớt. Đấy. Đối với sử dụng bức xạ laser hiệu neon chiếu vào tai thì cần chiếu trong khoảng từ 5 đến 8 lần chiếu. Đấy. Nếu mà viêm tai giữa có mủ thì được tiến hành trong khoảng là từ 6 cho đến 8 lần chiếu. Đấy. Bệnh nhân sẽ có cảm giác là tai tốt lên. Đấy. Thính giác tăng lên một cách rõ rệt. Và chúng ta sẽ vào cái video cụ thể cách để mà đây, người ta sẽ đưa vào. Và từ các kết quả lâm sàng thì chứng tỏ là laser hiệu neon là điều trị các ổ mủ và nó làm tăng quá trình trao đổi các vết thương, khả năng bảo vệ của cơ thể là điều cần thiết. Đấy. Tai sẽ khô, thính giác sẽ tăng lên đối với các bệnh nhân được vá màng nhĩ, nó hạn chế được những cái diễn biến xấu của bệnh lý. Quan trọng là ở một số bệnh nhân việc mất giảm khứu giác thì sẽ được hồi phục một cách dần dần. Đấy. Chúng ta sẽ vào cái video cụ thể cách mà điều trị tai và điều trị cho mũi họng. Thank you.
cái đứng độ thì cân đối. They have to use this piano to guide. You go down to the bone. And notice I take a mark because I know what direction to take. Three knots in case it's longer right there. Tiếp theo.